Thực hiện nhiệm vụ năm 2024 các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin trong tỉnh tổ chức nhiều chương trình hoạt động cùng đồng hành giúp đỡ nạn nhân có thêm động lực vượt qua khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Hiện nay toàn tỉnh có trên 30.000 người nghi phơi nhiễm chất độc da cam dioxin trong đó có gần 5.000 hội viên, trong đó hơn 1.200 trường hợp được hưởng chế độ chính sách hàng tháng theo quy định. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã quy động trên 12,8 tỷ đồng chăm lo giúp đỡ cho khoảng 21.400 người với các hoạt động như xây dựng và sửa chữa nhà tình thương, hỗ trợ xe lăn, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghi phơi nhiễm. Ngoài ra, nhân kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội nạn dân chất độc da cam dioxin các cấp trong tỉnh tổ chức thăm hỏi tặng quà và xe lăn cho hơn 4.600 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con rẻ, Người nghi phơi nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn. Với tổng số tiền gần 2 tỷ 900 triệu đồng, tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.600 người. Tổng nguồn lực quy động cho các hoạt động an sinh trong dịp này là trên 5 tỷ đồng, giúp đỡ cho hơn 6.700 người.